món bò cuốn lá lốt đã xong luôn cả nhà. Giờ đem vô mình cắt mỡ hành với rắc đậu phộng lên thôi. Đó, để sẵn ở đây. Ngon chưa? Bây giờ mình đi ướp thịt nha, để mình làm cho bò lá lốt. Đang có thịt bò xay nè, mua nguyên dĩa trong Costco. Có miếng mỡ nè. Giờ mình đem luộc cho nó chín, mình xắt hạt lựu. Ở đây là lá lốt. Đó. Lá lốt đó. Mình mua lá lốt để cho mình nè. Bây giờ nước nó sôi, mình bỏ với mình luộc mỡ nè. Để gọi là mỡ thịt á. Luộc cho nó chín, luộc khoảng 60% là được rồi. Cho vô chút muối cho nó phải ngon. Đây là mỡ rửa sạch nè, cắt ra 200g. Cắt hạt lựu. Thịt nè, mình cho hết mỡ vô. Cho củ hành tím với tỏi băm ra. Mình cho đường muối với bột nêm gà vô đây nè. Mình đang đem theo khẩu vị của gia đình nha. Cho vô một ít nước tương. Sau cùng là mình cho ngũ vị hương nè cả nhà. Cho vô 2 muỗng cà phê ngũ vị hương nha. Đem nếm theo khẩu vị gia đình. Rồi mình trộn thì đổ ngũ vị hương vô. Cho vô thêm chút dầu hành phi nè, để cho nó thơm với là nó không có bị khô. Trộn vô. Nếu mình có lá lốt thì mình cắt sợi lá lốt bỏ vô trộn, có không có lá lốt đủ thì mình chỉ cuốn lá lốt bên ngoài thôi. Đó, mình trộn đều lại xong rồi mình lấy bao nhiêu mình đậy lại để tủ lạnh. Trước cho là mình đem nướng thì mình mới cuốn vô lá lốt. Bà đang cuốn bò lá lốt nè. Đó là bò lá lốt. Lóng lá lốt đây. Đây cái lá lốt cũng đã xong. Bây giờ mình đem mình nướng anh ba chị ba làm xong rồi nè. Mình bỏ vô mình nướng luôn. Cho nó chín sơ. Bò cuốn lá lốt theo công thức mới thì ngon giòn mềm. Bảo đảm hợp vệ sinh. Đó, ngon chưa? Thơm phức, mới vừa nướng xong nó thơm, cái mùi ngũ vị hương nó bay lên đây. Bò đá lốt mình chỉ nướng sơ thôi để cho nó giữ được cái vị ngon của cái lá lốt. Mình chở nó qua. Mình cứ trở qua từ từ nha. Món bò cuốn lá lốt đã xong luôn cả nhà. Giờ đem vô mình cắt mỡ hành với rắc đậu phộng lên thôi. Đó, để sẵn ở đây. Ngon chưa?